Tam Quốc là một thời kỳ rực rỡ trong lịch sử Trung Quốc. Giai đoạn này đã tạo ra không biết bao anh tài kiệt xuất, mãi mãi lưu danh hậu thế. Những nhân vật này còn trở thành chủ đề thường xuyên được hậu thế bàn luận, ngay cả cái chết của họ. Trong số đó có không ít người bị chính thuộc hạ của mình hại chết, dẫn đến vòng mạng. 1. Đinh Nguyên chết bởi sự phản bội của lão bố. Đinh Nguyên, tự Kiến Dương, là một nhân vật lịch sử nổi tiếng của nhà Đông Hán, sinh năm 140 và qua đời năm 190. Trong thời kỳ loạn lạc cuối thời Đông Hán, Đinh Nguyên đã từ một người dân thường vụng về nhưng gan dạ, trở thành một tướng lĩnh đáng gờm, cuối cùng tham gia vào cuộc chiến chống lại Đổng Trác, một trong những nhân vật quyền lực nhất thời bấy giờ. Đinh Nguyên bắt đầu sự nghiệp quân sự của mình bằng cách thăng tiến từ một quan chức địa phương đến Thứ sử Tinh Châu, nơi ông điều khiển quân đội địa phương và chiêu mộ được hai tướng lĩnh nổi tiếng là Lã Bố và Trương Dương. Sự nghiệp của ông bị định hình bởi những biến cố quan trọng vào cuối thời Đông Hán, đặc biệt là vào năm 189. Năm 189, sau cái chết của Hán Đình Đế, Hán Thiêu Đế lên nối ngôi. Đinh Nguyên, theo lệnh của Hà Tiến, đại tướng quân nắm quyền phụ chính, đã dẫn đầu một cuộc hành quân vào Lạc Dương để giả làm phản đòi dẹp hoạn quan. Mục đích của Hà Tiến là dọa Thái Hậu sa thải các hoạn quan, nhưng kế hoạch đã không diễn ra như ý. Việc Đinh Nguyên đến Lạc Dương đầu tiên cùng Lã Bố và Trương Dương là bước đi quan trọng đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa các lực lượng. Trong tiến trình của cuộc xung đột, vào tháng 8 năm 189, sau khi Viên Thiệu đưa ra đề nghị loại bỏ hoạn quan tại cung Trường Lạc mà không thành, Đổng Trác đã tận dụng cơ hội này để thao túng triều chính và chiếm đoạt quyền lực. Đinh Nguyên đã không chấp nhận được sự thống trị của Đổng Trác và quyết định đứng lên chống lại, dẫn đến một trận giao tranh quyết liệt. Đổng Trác muốn giết Đinh Nguyên để thâu tóm binh sĩ của ông ta. Thấy Lã Bố là thuộc tướng được Đinh Nguyên tin tưởng, Đổng Trác bèn cho người đem vàng bạc mua chuộc Lã Bố, xúi giục ông giết Đinh Nguyên. Lã Bố liền chém chết Đinh Nguyên ngay trong đêm đó, đem đầu của Đinh Nguyên đến dâng Đổng Trác. Câu chuyện về Đinh Nguyên là minh chứng cho thời kỳ biến động, nơi mà lòng trung thành và quyền lực luôn bị thử thách. Sự nghiệp và cái chết của ông phản ánh sự khắc nghiệt của chính trường thời Tam Quốc, một thời kỳ mà mỗi quyết định và mỗi mối quan hệ đều có thể thay đổi số phận của những nhân vật lịch sử. 2. Đổng Trác chết bởi Lã Bố. Đầu năm 189, với Hán Đình Đế đang bệnh nặng, quyền lực chuyển giao khi Hà Tiến được bổ nhiệm làm đại tướng quân. Đồng thời Đổng Trác nhận chức cửu khanh và giữ vị trí thiếu phủ. Mặc dù không hài lòng với vị trí của mình, Đổng Trác không nhận lời triệu tập tới Lạc Dương. Hà Tiến đành phải nhượng bộ Đổng Trác để kéo ông ta về vây cánh của mình, nên đã giao Tinh Châu cho Đổng Trác. Nhưng ông ta vẫn không tuân thủ và đến Hà Đông để đợi cơ hội. Trong lúc này, Hán Linh Đế qua đời và Hán Thiếu Đế lên ngôi. Hà Tiến kế hoạch bị bại lộ, chưa kịp hành động thì đã bị hoạn quan giết. Đổng Trác dẫn quân về Lạc Dương thì gặp vua Hán Thiếu Đế cùng em trai Lưu Hiệp chạy loạn. Đổng Trác hộ tống Thiên Tử về cung. Đổng Trác thấy hoàng tử Lưu Hiệp thông minh bạo dạn hơn nên ưa thích và định phế Thiếu Đế để lập Lưu Hiệp. Đổng Trác lại mang việc Thiếu Đế ra bàn trước triều thần. Mọi người đều sợ, chỉ có Lư Thực dám đứng lên phản đối. Do Lư Thực có uy tín trong triều nên Đổng Trác không dám giết mà chỉ bãi họp rồi bãi chức Lư Thực. Sáng hôm sau, Đổng Trác lại triệu tập bá quan vào triều, bắt Hà Thái Hậu tự ra chiếu phế con mình làm Hoàng Nông Vương, lập Lưu Hiệp lên làm vua, tức là Hàn Hiên Đế. Sau khi thay vua, Đổng Trác liền thăng chức tướng quốc, áp đặt quyền lực và chiếm đoạt tài sản. Ông còn lạm dụng quyền để hãm hiếp và cướp bóc dân chúng. Một lần, ông ra lệnh quân đội tấn công nhân dân đang xem hát, giết hại đàn ông và bắt giữ phụ nữ làm tù binh. Hành động này bị đánh giá là tàn bạo. Về kinh tế, ông loại bỏ chế độ ngũ thù và phát hành tiền mới, dẫn đến tăng giá đáng kể và khốn khó cho dân chúng. Trong giai đoạn cuối của cuộc đời mình, Đổng Trác đã gây ra mối thù địch với nhiều người, trong đó có Lã Bố, người từng là con nuôi và cận vệ thân cận của ông. Đổng Trác sở dĩ trở nên nổi tiếng về sự đa nghi và tàn nhẫn, nên luôn cảm thấy sự bất an. Khi ngủ, ông đã sai Lã Bố cảnh gác. Câu chuyện cho thấy một lần, Đổng Trác không hài lòng với thái độ phục vụ của Lã Bố, đã phẫn nộ ném một cây kích về phía Lã Bố. Tuy Lã Bố đã nhanh chóng tránh được và xin lỗi, sự việc này đã khiến Lã Bố nuôi lòng hận thù sâu sắc đối với Đổng Trác. Sự căng thẳng giữa hai người chỉ càng thêm sâu sắc khi Lã Bố có quan hệ bất chính với một trong những người hầu của Đổng Trác là Điều Thuyền và sợ hãi việc bị ông ta phát hiện. Còn theo Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, một trong những chi tiết gây chú ý nhất chính là cáo buộc Lã Bố có quan hệ tình ái với Điêu Thuyền.
được cho là ái thiếp của Đổng Trác vô cùng yêu quý. Tuy nhiên, sử sách không ghi nhận Điêu Thuyền là một nhân vật cụ thể, mà thực tế đây có thể chỉ là một chức danh trong cung thời Hán. Sự hiểu lầm này có thể do việc Đổng Trác từng bắt nhiều phụ nữ trong cung về phục vụ mình. Nhân vật Điêu Thuyền cụ thể trong nhà Vương Doãn có thể không tồn tại, nhưng câu chuyện của La Quán Trung đã đề cập đến một nhân vật mang danh này, tạo nên một tình tiết hấp dẫn trong câu chuyện. Cuộc đời và cái chết của Đổng Trác là biểu tượng của sự tàn ác và quyền lực mù quáng, nơi mà ngay cả những kẻ cận vệ thân cận nhất của mình cũng không thoát khỏi sự nghi kỵ và mưu mô tính toán, cuối cùng dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi của bản thân họ. 3. Mã Đằng bị chết bởi Mưu Trạch. Mã Đằng được coi là trung thần của nhà Hán, ông là chư hầu cai quản khu vực Tây Lương. Ông được biết đến như một người ôn hòa, không gây hấn với các chư hầu khác thời bấy giờ. Trong tập cuộc diễn nghĩa của La Quán Trung, Mã Đằng được coi là người có chí khí lớn. Ông không chịu dừng lại là chư hầu Tây Lương đơn thuần mà muốn ly khai khỏi triều đình. Điểm nổi bật trong sự nghiệp của ông là sự kiện khi Đổng Trác lên nắm quyền, Mã Đằng đã tích cực tham gia vào liên minh chống lại Đổng Trác do Viên Thiệu cầm đầu. Vào năm 211, theo kế hoạch của Tuân Du, Tào Tháo đã triệu Mã Đằng về triều và phong ông làm Trinh Nam tướng quân. Đây là một trong những kế hoạch của Tào Tháo nhằm muốn sử dụng quân của Mã Đằng đi đánh Đông Ngô, nhưng thực chất là một âm mưu để cô lập và loại bỏ ông. Sau khi nhận được chiếu thư, Mã Đằng đã tổ chức hội ý cùng với Mã Siêu và Mã Đại, phân công Mã Siêu chỉ huy quân Khương để phòng thủ Tây Lương. Chính ông thì dẫn 5.000 quân tiến về Hứa Xương, đóng quân cách kinh đô 20 dặm, chuẩn bị sẵn sàng cho những biến cố sắp tới. Tào Tháo đã cử Hoàng Khuê, một viên quan trong quân đội, để làm sứ giả bàn bạc với Mã Đằng nhằm đảm bảo quá trình này diễn ra suôn sẻ. Nhưng Hoàng Khuê là người từ lâu đã có hiềm khích với Tào Tháo, vốn biết rõ âm mưu của Mã Đằng nhằm vào Tào Tháo, đã quyết định bộc lộ ý định của Tào Tháo cho Mã Đằng. Cùng với đó, Hoàng Khuê đã phối hợp với Mã Đằng bàn bạc kế hoạch để ra tay tiêu diệt Tào Tháo. Tuy nhiên, Lý Xuân Hương, vợ lẽ của Hoàng Khuê, phát hiện ra âm mưu này và đã tiết lộ nó cho tình nhân của mình là Miêu Trạch, người cũng là em vợ của Hoàng Khuê. Nhận thức được tầm quan trọng của thông tin này, Miêu Trạch đã lập tức thông báo cho Tào Tháo về kế hoạch đen tối đang hình thành, với hy vọng Tào Tháo đồng ý cho mình lấy Lý Xuân Hương. Ngay khi biết được tin này, Tào Tháo không chần chừ, lập tức ra lệnh bắt giam gia đình Hoàng Khuê. Ông cũng chỉ đạo Tào Hồng, Hứa Trử, Từ Hoàng và Hạ Hầu Uyên triển khai lực lượng để phục kích Mã Đằng. Cuộc phục kích đã được sắp xếp một cách tỉ mỉ, với Tào Hồng dẫn đầu quân đánh từ phía trước, Hứa Trử chiếm cánh trái, Hạ Hầu Uyên đảm nhận cánh phải và Từ Hoàng từ phía sau đuổi theo, hiệu quả cô lập và chia cắt quân đội Tây Lương của Mã Đằng. Trong tình thế bị vây hãm, Mã Đằng đã liều mạng chống trả nhưng không thể chống lại sức mạnh vượt trội của quân Tào. Mã Thiết, con trai của Mã Đằng, đã bị trúng tên và tử vong ngay trên chiến trường. Mã Đằng và Mã Hưu cũng bị thương nặng và trong lúc cố gắng thoát thân đã bị ngã ngựa và bị bắt giữ. Tào Tháo, trong một hành động đầy quyết đoán, đã không chỉ giết hai cha con Mã Đằng mà còn trừng phạt Hoàng Khuê bằng cách bêu đầu ông ta công khai. Miêu Trạch và Lý Xuân Hương cũng bị hành quyết với cáo buộc là những kẻ phản bội, không trung thành. Đồng thời, Tào Tháo đã thực hiện các bước để chiêu an quân Mã Tây Lương và kiểm soát chặt chẽ các điểm quan sát quan trọng nhằm ngăn chặn mọi hành động phản kháng từ phía Mã Đại và các lực lượng còn lại. Cái chết bi thảm của Mã Đằng đã trở thành ngọn lửa căm thù, thúc đẩy Mã Siêu khởi nghĩa chống lại Tào Tháo để trả thù cái chết của cha mình trong trận Quan Độ. 4. Viên Thiệu chết bởi Hứa Du. Viên Thiệu, hay còn gọi là Bản Sơ, sinh năm 154, mất năm 202, là một tướng lĩnh thời nhà Đông Hán và trở thành một trong những chư hầu quân phiệt nổi bật nhất đầu thời Tam Quốc của Trung Quốc. Cuối của Đông Hán, Viên Thiệu là lãnh chúa có thực lực mạnh nhất, kiểm soát đến 4 châu lớn tại Hà Bắc gồm Ký Châu, U Châu, Tinh Châu và Thanh Châu. Những vùng đất này sau đó được biết đến với cái tên Hà Sóc Tứ Châu. Ban đầu, Viên Thiệu là đối thủ đáng gờm nhất của Tào Tháo, người khi đó chỉ quản lý Duyện Châu và có thế lực yếu hơn nhiều. Tuy nhiên, sau khi thảm bại trong trận Quan Độ, toàn bộ lãnh thổ và lực lượng của Viên Thiệu bị Tào Tháo tiêu diệt và thôn tính. Từ đó Tào Tháo thay thế Viên Thiệu trở thành người có lực lượng lớn mạnh nhất trong thiên hạ. Tính cách của Viên Thiệu được lịch sử ghi nhận là người nhân từ nhưng lại thiếu quyết đoán và không giỏi trong việc thiết lập tầm nhìn chiến lược. Ông thường do dự và nghi ngờ những mưu sĩ tài ba bên mình như Điền Phong và Hứa Du.
Mặc dù có thế lực lớn, nhưng do thiếu khả năng tận dụng tài năng của những người xung quanh, ông đã không thể chống lại một người biết trọng dụng nhân tài và giàu kế sách như Tào Tháo. Và thất bại đó có gắn liền tới mưu sĩ thân cận nhất của ông là Hứa Du. Hứa Du từng là bạn thời niên thiếu với Tào Tháo, nên hai người có mối quan hệ khá thân thiết với nhau. Khi trận chiến quan trọng bậc nhất thời Tam Quốc diễn ra giữa Viên Thiệu và Tào Tháo ở Quan Độ, trận chiến được coi như là xác lập lại trật tự trong thiên hạ. Khi đó, Hứa Du đang là mưu sĩ số 1, phục vụ dưới trướng Viên Thiệu. Nhưng do sự kiện bị thẩm phối tố cáo với Viên Thiệu, gia đình tham mô, ăn chặn lương thực. Trong lúc này, Hứa Du biết quân Tào đang thiếu lương thực, nên ông đã hiến cho Viên Thiệu một kế nhằm phá quân Tào. Nhưng ông bị Viên Thiệu nghi kỵ, nên đã coi thường ông, thậm chí có lời lẽ khinh miệt. Đến lúc này mà người vẫn còn mặt dày đến trước mặt ta để hiến kế à? Hứa Du bị Viên Thiệu của trách, đã lo sợ đến an nguy của tính mạng mình, nên đã quyết định rời bỏ Viên Thiệu và gia nhập vào hàng ngũ của Tào Tháo. Hứa Du đã quyết định rời khỏi đại doanh trong đêm tối và ngay lập tức đầu quân cho Tào Tháo. Ngay khi đầu quân cho Tào Tháo, Hứa Du đã đưa ra kế hoạch tấn công vào kho lương của quân viên tại Ô Sào, do tướng Thuần Vu Quỳnh canh gác. Nhờ kế hoạch này, Tào Tháo đã giành được thắng lợi ngoạn mục trước quân địch đông đảo hơn trong trận Quan Độ, mở đường cho việc thống nhất miền Bắc Trung Quốc. Sau khi thất bại tại trận Quan Độ, Viên Thiệu tiếp tục thất bại ở nhiều trận chiến khác trước Tào Tháo, khiến quân đội của ông yếu đi trầm trọng và tinh thần binh sĩ cũng suy sụp. Trong tháng 5 năm 202, khi Tào Tháo tiến quân truy kích Viên Thiệu tại Lê Dương, Viên Thiệu đang bệnh nặng, đã trao quyền chỉ huy cho con trai mình là Viên Thượng, yêu cầu Viên Đàm và Cao Cán hỗ trợ. Tuy nhiên, Viên Thượng tỏ ra quá tự tin vào bản thân mình, không chờ đợi sự chi viện, đã chủ động đưa quân đối đầu với quân đội Tào Tháo và phải hứng chịu thất bại thảm hại. Tin tức về thất bại này khiến Viên Thiệu bị sốc nặng, bệnh tình càng trầm trọng hơn và cuối cùng ông đã qua đời, thọ 49 tuổi. Cái chết của ông đã khiến dân chúng Hà Bắc đau buồn, khắp nơi ngoài chợ búa người ta khóc thương ông bởi ông đã cai trị bốn châu với chính sách khoan hòa. Trước khi qua đời, vốn yêu quý người con trai thứ ba là Viên Thượng, Viên Thiệu đã để lại di chúc chỉ định Viên Thượng kế nghiệp mình. Điều này đã khiến cho người con trưởng là Viên Đàm bất mãn, dẫn đến việc hai anh em mâu thuẫn nghiêm trọng. Cuối cùng, vào năm 207, cuộc tranh chấp giữa các anh em họ Viên đã kết thúc khi họ bị Tào Tháo đánh bại và thôn tính toàn bộ Hà Bắc. Về phần Hứa Du, sau khi lập đại công cho Tào Tháo, nhưng ông lại tỏ ra kiêu ngạo, kệ mình có công lớn hay ăn nói hàm hồ, thậm chí sỉ nhục và coi thường Tào Tháo, đã bị cận vệ của Tào Tháo là Hứa Chử chém đầu. Tuy Tào Tháo vui mừng nhưng vẫn phạt tội Hứa Chử để yên lòng dân. 5. Lã Bố bị Hầu Thành phản bội. Sau khi Lưu Bị có công cứu Từ Châu của Đào Khiêm khỏi sự tấn công của Tào Tháo, Đào Khiêm bệnh nặng qua đời đã nhường lại thành Từ Châu cho Lưu Bị trấn thủ. Cùng khi đó, Lã Bố bị Tào Tháo đánh đuổi khỏi Duyện Châu không nơi nương tựa, đã đến nương nhờ Từ Châu và được Lưu Bị đồng ý cho đóng quân ở thành Tiểu Bái. Bất ngờ, Viên Thuật đã dẫn đại quân tiến đánh Từ Châu. Lưu Bị dẫn đội quân của mình đến Hoài Âm để chống lại. Cùng lúc đó, để Lã Bố không giúp đỡ Lưu Bị, Viên Thuật đã viết thư cho Lã Bố, hứa hẹn cung cấp 20 vạn hộc lương nếu ông ta có thể chiếm được Từ Châu. Lã Bố đã đồng ý với Viên Thuật, khoanh tay để Viên Thuật đánh Lưu Bị. Trong khi đó, Lưu Bị để Trương Phi giữ thành Hạ Bì là thủ phủ Từ Châu. Khi Trương Phi uống rượu say, đã đánh Tào Báo là tướng giữ thành. Hai người xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Trong khi đó, Tào Báo lại có mối quan hệ với Lã Bố. Lã Bố nhân cơ hội Trương Phi say rượu đã tấn công chiếm thành Hạ Bì, khiến Trương Phi phải bỏ chạy về phía Lưu Bị. Vì thế mà Từ Châu đã thuộc về Lã Bố. Sau đó, Lưu Bị quay về được Lã Bố cho nương nhờ đóng quân ở thành Tiểu Bái. Nhưng chỉ được thời gian, khi thấy Lưu Bị triều mộ binh sĩ con số lên hơn vạn, Lã Bố lo sợ Lưu Bị đánh lại mình nên đã sai Cao Thuận và Trương Liêu mang quân đánh Lưu Bị. Lưu Bị không chống đỡ nổi phải cầu cứu Tào Tháo. Tháng 9 năm 198, Tào Tháo và Lưu Bị cùng đại quân tiến công Từ Châu, quyết tâm tiêu diệt Lã Bố. Đến tháng 10, quân Tào đã chiếm Bành Thành, giết Hồ Giai và tiếp tục tiến tới Hạ Bì. Tại đây, Lã Bố do dự không nghe lời Trần Cung xuất quân sớm mà chờ Tào đến mới đánh. Cuối cùng bị đại bại và bị Nhạc Tiến bắt được Thành Liêm, tướng của mình. Sau nhiều thất bại, Lã Bố phải cố thủ trong thành Hạ Bì và tìm cách cầu viện Viên Thuật, nhưng Viên Thuật đã từ chối. Vào năm 199, dù quân Tào Tháo bao vây thành Hạ Bì nhiều tháng mà không thể chiếm được,
Tào Tháo dự định rút lui nhưng được Tuân Úc và Quách Gia khuyên tiếp tục tấn công. Quách Gia đề xuất một kế hoạch khơi thông sông Nghi Thủy và sông Tứ Thủy để ngập thành Hạ Bì. Thành bị ngập, Lã Bố lâm vào tình thế củng quẫn, rút vào lầu Bạch Môn cố thủ. Hầu Thành cùng hai tướng khác là Tông Hiến và Ngụy Tục do bất mãn với Lã Bố từ trước đã bắt sống Trần Cung và Cao Thuận rồi mở cửa hàng Tào Tháo vào tháng 2 năm 199. Quân Tào và Lưu Bị liền xông vào bắt giữ Lã Bố. Sau cùng, Tào Tháo ra lệnh hành quyết Lã Bố. Khi đó Lã Bố mới 39 tuổi. Các thuộc hạ không hàng như Trần Cung và Cao Thuận cũng bị giết, trong khi Trương Liêu và Tang Bá hàng Tào và trở thành tướng giỏi dưới trướng Tào Ngụy. Tào Tháo cuối cùng thôn tính toàn bộ lực lượng và lãnh thổ của Lã Bố. 6. Hàn Huyền bị Ngụy Diên ra tay giết. Hàn Huyền là thái thú quận Trường Sa thuộc Kinh Châu. Ông là người có bản tính nóng nảy, không được lòng thuộc cấp và người dân, khiến ai nấy đều oán ghét. Ngụy Diên là võ tướng có tài nhưng không được trọng dụng, từ lâu đã bất mãn với Hàn Huyền. Sau trận Xích Bích, 9 quận Kinh Châu được chia cho 3 bên Tào Ngụy, Đồng Ngô Tôn Quyền và Lưu Bị dưới danh nghĩa của Lưu Kỳ. Mỗi nhà cai quản một số quận để mưu đồ nghiệp lớn và ổn định nội bộ. Lưu Bị đã dẫn quân đi hỏi chuyện các quận mình cai quản, trong đó Gia Cát Lượng dẫn Trương Phi Bình Định được Lưu Độ thái thú Linh Lăng và Triệu Vân đã khuất phục được quận Quế Dương. Chỉ còn Hàn Huyền, quận Trường Sa quyết chống đối. Lưu Bị và Gia Cát Lượng đã quyết định phái Quan Vũ đến để hỏi tội Hàn Huyền. Sau khi Quan Vũ và Hoàng Trung có những cuộc so tài gay cấn, hai người ngang tàng ngang sức và đều tha mạng cho nhau. Nhưng Hàn Huyền nghi ngờ Hoàng Trung đã quy hàng Lưu Bị nên bắt trói định xử trảm ông. Nhân cơ hội đó, Ngụy Diên đã giải cứu cho Hoàng Trung và ra tay giết chết Hàn Huyền, dẫn đầu cùng quy hàng Lưu Bị. Chính hành động này mà Gia Cát Lượng đã luôn coi Ngụy Diên là người phản chủ cầu vinh, định ra lệnh chém đầu Ngụy Diên nhưng được Lưu Bị xin tha cho. Nhưng Ngụy Diên sau này cũng có cái kết vô cùng đau buồn. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời đã để lại di ngôn rút toàn quân về thục, nhưng Ngụy Diên trái lệnh nên bị chém chết. 7. Lưu Trương bị Trương Tùng Pháp Chính làm nội gián. Lưu Trương là thứ sử Ích Châu nhưng có hiềm khích với Trương Lỗ làm chủ Hán Trung nên muốn nhờ Tào Tháo mang quân đến để hỗ trợ đánh đuổi Trương Lỗ. Trương Tùng và Pháp Chính là mưu sĩ thân tín của Lưu Trương, nhưng Lưu Trương thích hưởng thụ, không chăm lo cho con dân. Trương Tùng và Pháp Chính không muốn đất thục rơi vào tay Trương Lỗ hay Tào Tháo, nên có ý tự nguyện làm nội gián, dâng đất thục cho Lưu Bị. Trương Tùng được Lưu Trương cử làm sứ giả đi gặp Tào Tháo. Nhưng Tào Tháo vừa mới thảm bại ở trận Xích Bích nên không muốn động binh, tìm cách từ chối khéo bằng cách sỉ nhục, coi thường Trương Tùng. Trương Tùng liền đi về phía Kinh Châu, tìm cách tiếp cận và bàn bạc với Lưu Bị. Lưu Bị ban đầu còn nghi ngại vì Lưu Trương dù sao cũng là cùng dòng họ Tông Thất. Nhưng nhờ mưu kế của Bàng Thống cùng với sự hỗ trợ của Trương Tùng và Pháp Chính mà Lưu Trương đã quyết định mời Lưu Bị đưa quân tiến về Ích Châu. Tuy nhiên, ở bên ngoài theo kế của Bàng Thống, đội quân của Lưu Bị vẫn lưu lại Hà Manh nhằm mục đích ban bố ân đức, lấy lòng người thuộc bản địa, không hành động gì suốt một năm. Trong khi đó, bên trong thì có Trương Tùng cùng với Pháp Chính và Mạnh Đạt bàn bạc với nhau mời Lưu Bị lật đổ Lưu Trương. Bởi theo suy nghĩ của họ thì chỉ có Lưu Bị mới đủ nhân đức và tài năng làm chủ Ích Châu. Nhưng khi kế hoạch chưa được thực hiện thì âm mưu của Trương Tùng bị chính người anh trai của mình là Trương Túc phanh phui với Lưu Trương. Lưu Trương đã lập tức ra lệnh chém đầu Trương Tùng rồi gửi thủ cấp tới cho Lưu Bị, chính thức coi Lưu Bị là kẻ thù. Lưu Bị sau đó đã chiếm đoạt toàn bộ khu vực Tây Xuyên. Dù tướng Trương Nhiệm của Lưu Trương cố gắng chiến đấu vẫn không thể chống lại được lực lượng của Lưu Bị. Đến năm 214, quân đội của Lưu Bị đã vây hãm Thành Đô, thủ phủ của Ích Châu. Mặc dù có các mưu sĩ như Lưu Ba khuyên Lưu Trương cương quyết chống lại đến cùng, nhưng Lưu Trương đã từ chối vì không muốn dân chúng phải chịu thêm đau khổ. Cuối cùng đã đầu hàng, dâng toàn bộ Ích Châu cho Lưu Bị. 8. Quan Vũ bị Mi Phương và Phó Sĩ Nhân hại chết. Năm 211, Lưu Bị đã tiến quân vào Tây Xuyên, chiếm lấy các vùng đất thuộc quyền sở hữu của Lưu Trương. Trong khi đó, Quan Vũ được Lưu Bị giao nhiệm vụ ở lại để trấn thủ Kinh Châu. Thời điểm đó, dưới thời Lưu Biểu, Kinh Châu bao gồm 7 quận, nhưng sau trận Xích Bích, khu vực này bị chia cắt giữa 3 lực lượng là Tào, Tôn và Lưu. Lưu Bị kiểm soát 4 quận là Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa và Vũ Lăng, cùng với một nửa quận Giang Hạ của Lưu Kỳ là con cả của Lưu Biểu. Tôn Quyền nắm giữ Giang Lăng, nửa còn lại là quận Giang Hạ và nửa Nam Quận. Tào Tháo giữ quận Nam Dương và nửa kia của Nam Quận.
Sau cái chết của Lưu Kỳ, Lưu Bị đã tiếp quản phần còn lại của nửa quận Giang Hạ. Quan Vũ sau đó được Lưu Bị trao toàn quyền kiểm soát Kinh Châu, với lãnh thổ gồm 4 quận rưỡi, đảm bảo sự ổn định và bảo vệ lãnh thổ này trong bối cảnh hỗn loạn của các cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các thế lực. Bên phía Đông Ngô luôn tìm cách lấy lại đất Kinh Châu mà Lưu Bị chiếm đóng dưới danh nghĩa mượn của Đông Ngô. Sau khi Lỗ Túc là người luôn kiên định với việc liên minh Tôn Lưu mất, Lã Mông lên thay và khuyên Tôn Quyền tấn công Kinh Châu. Lã Mông giả bệnh để Lục Tốn là nho sinh thay mình. Lục Tốn đã nhử mồi Quan Vũ bằng bức thư khiêm tốn và tôn vinh Quan Vũ, khiến Quan Vũ lơ là phòng bị và rút quân từ Kinh Châu đến Phàn Thành. Sau đó, Lã Mông tấn công bất ngờ, bắt sống quân canh phòng và tiếp tục tiến về Nam Quận. Quan Vũ mặc dù yêu quý sĩ tốt nhưng khinh thường sĩ phù, khiến hai tướng Mi Phương và Sĩ Nhân bất mãn và đầu hàng Đông Ngô, dân Giang Lăng và công an. Vợ con của các tướng sĩ Kinh Châu bị bắt, nhưng Lã Mông ra lệnh đối xử tử tế. Cuối cùng, Quan Vũ không thể chạy về phía mà nơi Mạnh Đạt và Lưu Phong trấn giữ do có hiểm khích từ trước, phải chạy về Mạch Thành rồi bị Đông Ngô giết tại đó. 9. Trương Phi bị Phạm Cương và Trương Đạt hạ sát. Trương Phi tự Dực Đức, ông là người Trác Quận tỉnh Hà Bắc. Ông lớn lên trong một gia đình giàu có, được giáo dục đầy đủ cả về võ nghệ lẫn học thuật, biết viết chữ đẹp và còn là một họa sĩ tài ba, đặc biệt là giỏi vẽ tranh mỹ nhân. Lịch sử ghi nhận ông là vị tướng quân văn võ song toàn. Về tính cách, Trương Phi được mô tả trong các sử sách và Tam Quốc Chí là người có vẻ ngoài thô lỗ nhưng lại sâu sắc. Trong các sự việc lớn, có kế sách và mưu lược hơn người. Lạc Quán Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đã vẽ nên hình ảnh của Trương Phi một cách sinh động. Tiếng vang như sấm, chạy nhanh như ngựa, râu cọp, hàm mén, đầu bèo mắt lồi, lấy thủ cấp tướng giặc trong muôn quân như lấy đồ trong túi. Dù sử sách không mô tả chi tiết ngoại hình của ông, nhưng do ảnh hưởng của tiểu thuyết, nhiều người vẫn tưởng tượng Trương Phi có khuôn mặt dữ dợn và râu rậm. Ông đã đóng góp không nhỏ cho việc thành lập nước Thục và nổi tiếng với kỹ năng võ thuật xuất chúng, cùng lòng dũng cảm, coi thường sinh tử. Trong các ghi chép, ông được mô tả sử dụng vũ khí là bát xà mâu dài 1.8 trượng và cưỡi chiến mã Ô Vân Đạp Tuyết, một con ngựa đen với chân trắng. Trương Phi thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với kẻ địch. Điển hình như trong trận đánh Cầu Trường Bản, ông đã hét lớn khiến Tào Tháo hoảng sợ mà rút quân. Dù ông chỉ có vài mươi kỵ sĩ, còn Tào Tháo có đến 100.000 hùng binh. Trong trận đó, một viên quan của Tào Tháo là Hạ Hầu Kiệt đã hoảng sợ đến mức chết vì vỡ mật. Tuy nhiên, tính nóng nảy của ông cũng đã gây ra họa sát thân cho mình. Do nôn nóng báo thù cho nhị ca của mình là Quan Vũ, ông thường xuyên đánh đập quân sĩ của mình. Trong số đó, hai hạ quan là Trương Đạt và Phạm Cương đã âm thầm sát hại ông vì lo sợ bị chém đầu do không hoàn thành nhiệm vụ ông giao là phải lo quân trang cờ xí màu trắng để toàn quân mặc tang cho Quan Vũ trong cuộc tấn công báo thù quân Đông Ngô. Đêm đó, ông say rượu ngủ và đã bị đâm chết.